Ấn Độ, xứ sở của lễ hội, triết học, tôn giáo và tâm linh. Ấn Độ là một trong ba chiếc nôi văn minh lớn nhất của lịch sử nhân loại thời cổ. Ngày nay, bên cạnh những tòa cao ốc, siêu thị, nhà máy, xe cộ, người ta vẫn thấy ẩn hiện đó đây những bức tường thành, những đền đài cổ kính với những lễ hội hủ tục kỳ dị, pha lẫn triết học và tâm linh cổ quái. Bao đền đài tháp miếu với đường nét hoa văn uyển chuyển, diễm kiều. Chúng tôi có dịp đi chiêm bái Phật tích vài lần, với bao niềm cảm khái khác biệt, với bao lần hỷ hoan tịnh tính. Ngày nay, với lâm tỳ ni nên thơ và hy vọng, với bồ đề đạo tràng, hoành tráng và tâm linh, với lộc uyển, cổ tích và tôn giáo, với câu thi na, cô tịch và hồi tưởng, với Linh Sơn, Pháp hội Tam Thừa, với Vaisali lặng lẽ trầm tư, với Nalanda Tháp Đổ Kinh Thư, vân vân và vân vân. Tất cả những điều đó đã khiến cho ba bước chân của kẻ hành hương tâm linh phải dừng lại, nghiêng mình, phủ phục. Thật, ai đã từng có cơ duyên đến Ấn Độ để chiêm bái thánh tích Phật giáo là một lần thán phục say sưa với một nền văn hóa đa phức. Này Ananda, có bốn thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn? Đó là chỗ Như Lai đản sanh, đó là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, đó là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thường, đó là chỗ Như Lai diệt độ nhập vô dư y niết bàn. Này Ananda, và những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú cảnh giới chư thiên. Đây là một trong những lời dạy của Đức Thế Tôn về giá trị của tứ thánh tích trước khi nhập vô dư niết bàn. Xin ghi lại nơi đây một vài nẻo đường ngày xưa Đức Từ Phụ Thế Tôn và các bậc thánh đại đệ tử đã từng lưu dấu trong 45 năm du hóa, trải rộng trên tứ động tâm xứ, cùng với một số di tích khác như Vương Xá, Nalanda, Xá Vệ, Vaisali, Kesariya, Loriya, Kosambi. Việc làm này của chư ni chúng con, chúng tôi nhằm giữ lại chút kỷ niệm chuyến hành hương triều bái Phật tích của chư ni chùa Kiều Đàm Di, Ấn Độ vào cuối xuân năm Bính Tuất 2006. Kính chúc chư tôn đức tăng ni, chư vị pháp hữu và Phật tử quảng kết đạo duyên, Phật tích thiêng liêng, phước trí nhị nghiêm, viên thành Phật đạo. Nam mô Phật quốc viên mãn ứng hóa thân biến mãn thập phương Phật. Ai đã từng đến Kapilavastu thuộc Tilarakot ở Nepal đều không khỏi bồi hồi xúc động, bởi vì chính nơi đây Thái tử Siddhartha đã sống 29 năm nhung lụa khi chưa từ bỏ cuộc chơi cút bắt sanh tử. Kinh thành thuở ấy như trong kinh sử để lại quả thật là tráng lệ, huy hoàng mà giờ đây điêu tàn hoang phế. Những lớp gạch bể nát rong rêu đổ dài theo bờ kẽm gai rỉ sét. Một vài nền tháp đang được tái tạo làm người ta cảm nhận sự vô thường bất tận của nhân sinh. Cảnh đói nghèo của làng mạc thôn quê thể hiện qua lũ trẻ thơ ngơ ngác thất học, những bà cụ nhăn nheo gầy guộc đến xin tiền bố thí từ khách hành hương làm bao người phải chạnh lòng. Có ai là dòng họ Thích đích thực trong những người đó không? Điều này ai mà biết được.
Sự thật, thành Kapilavastu này đã đổ nát và bỏ hoang kể từ những năm cuối đời Đức Phật, khi đoàn quân thiện chiến của vua Tỳ Lưu Ly Vidudatta đến tàn phá thành Kapilavastu để trả mối thù xưa. Ngài Pháp Hiển viết trong Phật Quốc Ký rằng những ngọn núi đầy tuyết trắng của dãy Hy Mã Lạp Sơn nhìn xuống Kapilavastu, một thành phố nằm dọc theo bờ sông. Những bức tường đổ nát bằng gạch được bao bọc bởi một hào thành. Những bức tường của cung thành thì lớn hơn, cho thấy đây là một trung tâm văn hóa cao thời bấy giờ. Kapilavastu, một nơi không có vua và không có cả thần dân. Ranh giới của thành phố được nhận biết qua những bờ thành mục nát. Một vài tăng sĩ và một số tín đồ đang ở đây. Một số địa điểm liên hệ đến cuộc đời Đức Phật được tìm thấy trong Phật Quốc Ký, nhưng bây giờ không hề có dấu vết gì để nhận ra nữa. Chỉ còn lại cửa thành phía Tây, nơi Thái tử đã chứng kiến sự giả tạm, vô thường, mong manh của thân người qua một tử thi trên đường phố. Còn đây là cửa thành phía Đông. Thái tử đã mục kích một người già, mắt mờ, tai điếc, da nhăn, tóc bạc khi ngài dạo bốn cửa thành. Và cũng chính cửa thành này đã chứng kiến một cuộc từ bỏ vĩ đại của một bậc vĩ nhân đang sống trong nhung lụa với vợ đẹp, con thơ, với phụ hoàng kính quý, cùng với bao thần dân đang ngưỡng vọng chờ đợi. Còn đây là một số tường gạch đổ nát của cung điện xưa. Trải qua bao năm tháng vô thường, giờ đây người ta không lấy gì để xác quyết nơi nào là đại sảnh đường để triều thần hội họp, nơi nào là phòng thất của Đông Cung Thái tử, hay nơi nào là phòng the của cung tần mỹ nữ. Bên cạnh cung điện, theo những người thuyết minh là đền thờ mẫu hậu Maya, nhưng thực tế là đền thờ thần của những người Ấn giáo. Sung động nhất là hai ngôi mộ của vua Tịnh Phạn Suddhodana và hoàng hậu Maya vẫn còn được giữ gìn cho tới ngày nay. Ngôi mộ lớn là của vua, ngôi mộ nhỏ là của hoàng hậu. Kapilavastu khoảng 6-7 km về hướng Bắc là nơi kỷ niệm Đức Phật Kaunaham Muni đản sanh. Theo Kinh Đại Bổn thuộc Trường Bộ Kinh, Đức Phật Kaunaham Muni là vị Phật thứ 5 trong 7 vị Phật thời quá khứ, trang nghiêm kiếp và hiện tại hiền kiếp. Năm 1895, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hai phần trụ đá của vua Asoka bên cạnh hồ nước. Phần trên của trụ dài hơn khoảng 4m5 và phẳng. Trên đó có hình hai con công và hàng chữ của vua Vibhumala. Những dòng chữ ở phần trên của trụ gồm hai phần. Một là câu thần chú Om Mani Padme Hum, tức Án Mani Bát Di Hồng, và hai là Sri Vipumala, người đã chiến thắng từ lâu, năm 1234. Phần trụ chôn sâu dưới đất là 1m52, phần nổi trên mặt đất cao 76cm nghiêng về phía Tây, mang hàng chữ. Một, Đức vua Bidayasi vào năm trị vì thứ 14 đã tu bồi lần thứ hai tháp thờ Phật Kaunaham Muni, và vào năm trị vì thứ 20 đã thân hành đến đây để dựng trụ đá kỷ niệm và lễ bái. 2. Vua Bidayasi vào năm trị vì thứ 14
đã tu sửa tháp thờ Phật Kaunaham Muni lớn gấp đôi nguyên khổ và đã đến lễ bái vào năm trị vì thứ 20. Gotihawa là nơi đảng sanh Đức Phật Kaulutôn, tọa lạc phía tây nam của thành Kapilavastu khoảng 4 km. Theo Kinh Đại Bổn thuộc Trường Bộ Kinh, Đức Phật Kaulutôn là vị Phật thứ tư trong 7 vị Phật quá khứ. Ngay trung tâm làng là trụ đá vua Asoka đánh dấu nơi ra đời của Đức Phật Kaulutôn. Không may phần chân của trụ đã bị gãy và không tìm ra được. Phần còn lại cao 3m4, chu vi của trụ khoảng 2m6. Cây trụ này được nhà khảo cổ Galilei phát hiện vào năm 1904. Tuli Hawa khoảng 1 km về hướng tây nam là vườn cây Niroda thuộc làng Kudan. Nơi đây, ông B.C. Mukherjee đã khai quật được nền móng của những bức tường và một số bể nước. Ông ta cho rằng đây chính là di tích của vườn Niroda, nơi vua Tịnh Phạn Suddhodana lần đầu tiên gặp lại Đức Phật sau 6 năm thương nhớ. Di tích này cũng có thể là phần còn lại của ngôi tháp kỷ niệm, nơi di mẫu Mahabhasapade dâng chiếc y kim tuyến do chính tay bà cắt may lên Đức Phật. Depat Mitra, tiếp nối việc khai quật nơi này, đã phát hiện ra một ngôi đền bằng gạch nung vào thế kỷ thứ 8. Những viên gạch này đều mang nhiều kiểu hoa văn đẹp tuyệt vời. Ngoài ra, còn có truyền thuyết cho rằng Kudan chính là nơi nghị viện của vua Suddhodana. Nơi đây, tượng của Đức Phật từng được tôn trí, nhưng về sau lại bị Adi Shankaracharya thay thế vào đó bằng một biểu tượng Linga, một hình ảnh tượng trưng cho thần Shiva. Dân làng bảo rằng có những cuộc khai quật khác được thực hiện, nhưng rất khó mà đem các di chỉ lên và sau đó bị cắt trở lại. Dầu vậy, người ta vẫn tin chắc rằng đã tìm ra đỉnh của một ngôi tháp hay một trụ đá nào đó. Từ Tolihawa đi về phía bắc 5 km, chúng ta sẽ đến một khu rừng. Nằm giữa khu rừng là một cái bể hình chữ nhật dài tên là Lambusaga. Di tích này đã được nhà khảo cổ người Đức, tiến sĩ Purer phát hiện khi ông phụ giúp thiếu úy Bi Chung, người Nepal, phụ trách khai quật năm 1898. Nơi này được ghi nhận là nơi Vidudapa, vua nước Kosala, đã tàn sát dòng họ Sakya. Nơi đây còn có 17 ngọn tháp cổ và một di tích dài. Những tảng đá mang hình hoa sen nở và các vũ khí thời xa xưa cũng được tìm thấy. Căn cứ vào những điều trên, ông V. Smith và nhiều học giả khác cho rằng nơi đây có thể là ngôi tháp tưởng niệm cuộc chiến tranh, hay ít ra tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến. Bên dưới những tảng đá, họ còn phát hiện ra những hòm chứa đồ cổ rất quý. Trong một rương bằng đất nung